Với nhiều gia đình người Việt ở Nam Bộ, dù giàu hay nghèo, ngày Tết Nguyên Đán không thể thiếu cặp dưa hấu chưng trên bàn thờ gia tiên. Hình ảnh cặp dưa chưng trong 3 ngày Tết thân thuộc đến nỗi được gọi luôn với cái tên là cặp dưa Tết. Cặp dưa Tết không chỉ là loại trái cây giải khát thường ngày mà trở thành biểu tượng của ngày xuân, mang phúc lộc đầu năm cho muôn nhà. Ra thăm vườn nghề của chú phải không? Dạ, chào chú ạ. À, mình đi luôn chú hả? À, thưa quý vị khán giả, đây chính là chú Năm Liêm, người được bà con miền Tây mệnh danh là phù thủy biến hình dưa hấu. Và để biết là chú Năm sẽ biến hình những quả dưa hấu như thế nào và chú tạo hình được những cái hình thù gì thì ngay bây giờ chắc là phải nhờ chú Năm bật mí rồi. Giống như những người nông dân khác ở miệt vườn Bình Thủy, Cần Thơ, gia đình chú Trần Thanh Liêm, tự Năm Liêm, sinh sống nhờ vào cây lúa nước. Đến năm 2000, chú Năm Liêm quyết định chuyển sang trồng dưa hấu vì nghĩ rằng cây này cho trái quanh năm. Vào năm 2004, tình cờ xem một phóng sự truyền hình viết về trái dưa hấu vuông ở Nhật Bản. Vậy là chú Năm Liêm lao vào tìm hiểu, thử nghiệm. Trải qua nhiều thất bại, chú Năm Liêm dần đúc rút những bí quyết độc đáo để tạo hình dưa hấu. Đến năm 2005, những quả dưa hấu hình vuông hay thỏi vàng mang thương hiệu Thanh Liêm lần đầu tiên xuất hiện. Vậy là sau mỗi năm, dưa hấu mang hình vuông hay thỏi vàng của chú càng đẹp, to hơn và thương hiệu dưa tạo hình Thanh Liêm cũng dần được nhiều nơi biết đến. Chú Năm ơi, vậy thì với những cái giống dưa để mình tạo hình này thì chú sử dụng những loại dưa gì ạ? Giống thứ nhất là giống Kim Hồng của công ty Trung Nông. Cái thứ hai là cái giống Hồng Cúc, cái giống Ubi, cái giống tự mình để lại. Thì hai cái giống này hiện nay là cũng làm nhưng mà nó cũng không có ổn định lắm. Thì có năm thì nó cũng được, có năm thì nó lại lẫn xanh. Mà cái dưa vàng mà lẫn xanh là bán không có được, nó khó. Mà nó là sâu bệnh nó cũng nhiều hơn mấy các cái giống dưa khác. Còn cái dưa vuông thì mình làm được cái dưa da xanh được, da đen được. Thì nó chứ vuông là nó không đòi hỏi cái thổi vàng, mình đâu có thể làm đen được. Ví dụ như một số trái dưa ở đây mà Vinh thấy là có những cái gân xanh này là mình không có cho vào khuôn được hả chú? Đúng hả? Đúng rồi, những cái trái này bị lẫn vậy là không cho vào khuôn được. Mà như tình hình năm nay là bị thời tiết nó không thuận lợi á. Thì nó bị bệnh trên lá là nó bị xanh rất nhiều. Do đó năm nay sẽ bị thất thu. Để phục vụ thị trường Tết Giáp Ngọ 2014, chú Năm Liêm dành một khoảng sân vườn khá lớn để trồng và tạo hình dưa hấu. Dự kiến sau vụ Tết, chú Năm Liêm thu hoạch khoảng 350 cặp dưa hấu mang hình thỏi vàng. Ví dụ như một cái vườn ở đây con thấy là có rất là nhiều quả mà không cho vô khuôn được. Vậy thì không biết là cái tỷ lệ để mình có thể chọn và tạo hình là bao nhiêu phần trăm hả chú? Tỷ lệ cho vô khuôn được là 1.000 giây, tức là 1.000 giây mà chỉ được tối đa lắm là 350 giây chọn. Tức là chọn lần một, tức là chọn lần một là mình chọn sơ bộ. Sơ bộ là những cái giây tốt nhất, sung nhất, có khả năng là đầy khuôn. Nhưng mà khi cho vô khuôn lại là nó tới thời điểm đó nó lại bị méo mó hoặc nó bị gân xanh mà phải bỏ bớt lại nữa, tức là tối đa đặt là khoảng 200 khuôn. Tuy nhiên là cho vào khuôn là một chuyện nhưng mà cuối cùng để có ra được thành phẩm hay không lại là chuyện khác. Đúng nữa. 200 khuôn đó mà khi mà được một trái dưa, một cặp dưa để thành khoảnh bán giá 3,5 triệu hôm nay đó là dưa tài lộc mà chữ thư pháp chữ nổi đó là chỉ được 12% thôi. Tức là 100 khuôn lại được là 12 trái. Wow. À. Thành thử là nhiều người ta lại ta nói tại sao mình chú bán mắt vậy, nói nếu mà mấy đứa con mà làm được chú mua 4 triệu chứ không phải chú bán 3,5 triệu đâu. Tại vì bù cho 500.000 thêm công sức đó nhưng mà cũng không đủ lời. À, tại vì cái nó đòi hỏi cái khuôn mà cho nó có cái độ nét hơi sắc sảo chút và đồng thời những cái đường cong nó hơi khó, thì đương nhiên mấy cái khuôn đó là đối với trái dưa, đối với cục đất hoặc là cái vật liệu khác, ví dụ như sắt thép mình tiện mình phai mình bào thì nó dễ. Hoặc là đất mình nắng mình nặng nó dễ, nhưng mà ngược lại trái dưa mà mình muốn nó không theo ý mình được đâu. Do đó mấy cái này nó khắc khe cái khâu này dữ lắm. Do đó là mình càng làm khó nó thì nó lại càng làm khó lại mình, là nó cho mình cái số đạt được đẹp là rất ít.
Ngay từ cuối tháng 10 năm 2013, chú Năm Liêm đã gieo hạt giống. Khi trái dưa to bằng quả banh tennis sẽ được cho vào khuôn tạo hình. Khi cho dưa vào khuôn, phải đậy thật kín phần cuống để nước không lọt vào. Thông thường khuôn tạo hình dưa sẽ được đặt thẳng đứng thế này. Bởi nếu trong khuôn có nước, dưa sẽ bị hầm hơi và úng. Sau 20 ngày phát triển trong khuôn, quả dưa hình thỏi vàng dần được định hình. Như vậy đây là những cái quả dưa mẫu của chú. Sau khi thu hoạch thì thương lái sẽ đến tận nơi để mua hay là chú tiêu thụ như thế nào ạ? Thông thường là mấy cặp dưa mẫu này mình sẽ làm trước. Tại vì mấy cái mẫu này là mấy mẫu mới. Còn mấy cái mẫu cũ, nhiều năm nay như vậy, sang năm mình có sản xuất được cái loại như thế này để bán nữa, thì mình không phải làm những trái mẫu như thế này, thì người ta đã có mua năm nay người ta biết rồi. Nhưng mà nhiều khi những cái mẫu này, cái dáng này dáng cũ, nhưng mình thay đổi bên trong một ít cho nó đẹp á, thì người ta cũng, mình ta yêu cầu mình gửi cái hình lên cho người ta, tức là mình mail cái hình lên cho người ta, ta thấy người ta đồng ý. Thì như năm nay làm chỉ có mẫu này mẫu mới, thế nên là thương lái người ta tới để người ta xem cụ thể, người ta đồng ý thì người ta đặt hàng mình hàng năm. Nãy giờ nghe chú chia sẻ thì Tuyết Vinh thấy là để tạo ra được một quả dưa thành phẩm như thế này thì mình phải bỏ ra rất là nhiều công sức. Vậy thì giá thành của một cặp dưa như thế này thì hiện nay là bao nhiêu hả chú? Một cặp, như là ở đây bán tính cặp, thì tài lộc mỗi một bên nó thể hiện lên một chữ. Như vậy là một cặp vậy là chú bán giá thành ở đây là bán sỉ thì giá là 3,5 triệu. Thì cái này cái tỷ lệ đạt rất thấp, tức là 12%, 100 trái chỉ được 12 trái thôi. Dạ. Do đó mình mới bán giá nó tương đối cao. Dạ. Trọng lượng này tới 1,8 kg. Dạ. Còn cái loại mà 1,6 kg đến 1,7 kg nó có 3 triệu một cặp. Thế còn chất lượng của những quả dưa này thì khác gì so với những quả dưa bình thường ạ? Cái dưa này vỏ màu vàng, ruột đỏ, nhưng mà cái độ đường của nó là 7,8 thôi, nó không có ngọt. Tại vì dù mình cho vô khuôn hay không cho vô khuôn, nó bên ngoài nó tròn tự nhiên nó cũng vậy. Tại cái giống dưa này thường thường là cái độ đường nó không có cao. Đó, thế là cái này nó chung là cái màu sắc thôi. Cái còn mà chất lượng thì nó không bằng cái dưa sọc hoặc cái dưa xanh mình ăn thường. Dạ, vậy không biết là ngoài tạo hình vuông và hình thỏi vàng ra thì sắp tới chú Năm còn có ý tưởng là sẽ tạo thêm những cái mẫu mã nào độc đáo hơn nữa không chú? Thì năm nay thì cũng dự định theo cái kế hoạch đó là ngoài cái dưa thỏi vàng là cái gọi là không thể thiếu được trong ngày Tết. Nhưng nó có một số là mình phải cải tổ. Tức là mình thay đổi bên trong cái kỹ thuật nó tí xíu để cho nó đẹp và để bảo quản được lâu. Cái nữa là mỗi một năm mình phải cho ra một cái mẫu mới. Tức là sang năm sẽ cho ra một cái mẫu cũng như thỏi vàng cao hơn tí xíu, trọng lượng nặng hơn. Nhưng mà giá sang năm sẽ bán rẻ là khoảng 2 triệu, 2 triệu một cặp. Tại vì cái đó tỷ lệ đạt cao hơn, nó tới 60% rồi, do đó bán rẻ hơn. Cảm ơn chú. Thưa quý vị khán giả, từ năm 2010 thì quả dưa vàng của chú Năm Liêm đã được Bộ Khoa học Công nghệ và Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận độc quyền về nhãn hiệu hàng hóa cũng như về kiểu dáng công nghiệp. Và có thể thấy bằng chính công sức và sự sáng tạo của mình, chú Trần Thanh Liêm đã góp phần làm tăng thêm giá trị nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một cặp dưa vàng sau khi thu hoạch thường cân nặng từ 1,7 đến 2 kg. Hiện nay cặp dưa hấu vuông mang hai chữ tài lộc, hay cặp dưa hình thỏi vàng tượng trưng cho sự may mắn, giàu sang, là món quà Tết ý nghĩa của nhiều người. Với sự sáng tạo đáng khâm phục, rồi mai đây, chú Trần Thanh Liêm lại tiếp tục mày mò tạo hình hài mới cho quả dưa, giúp nhiều người con đất Việt dâng lên gia tiên những trái dưa lạ và đẹp mắt, vừa sang trọng nhưng không mất đi nét truyền thống vốn có trong những ngày Tết cổ truyền dân tộc. Và kính chúc người sẽ gặp lại,